Măng này gọi là măng gì? Hả? Măng thiều. Măng thiều á? Cân 20.000 nha. Chắc là cân này tầm 5 lạng này thôi, là nhiều quá không ăn hết đâu. Đây chắc hơn rồi. Lấy tầm 5 lạng thôi. Nhưng là măng thiều à? Cái này ở trên đỉnh trên rừng. Trên kia mới có phải không? Có trên phía quạc nếu. Trên phía quạc kia mới có phải không? Măng thiều. Bao nhiêu? 5 lạng. 10.000 nhé. Này. Cái này là sáng nay đi Nhật à? Sáng nay đi Nhật về bây giờ bóc này. Sáng nay già không nhỉ? Không già đâu. Vừa rửa xương đến đây. Thế đủ cân không? Không cần lấy 5 lạng nữa, chẳng qua xem chưa được ăn bao giờ đâu vậy. Đây một lần đi ăn xem. Cái này hình như thấy mùa nào cũng có hay sao vậy? Không phải đâu. Có cho vào mỗi hết tháng thôi. Đây. Mùa này tháng thôi á. Lá này là gì? Lá này. Lấy nhiều một tí đi, lấy 5 lạng đi. Muốn mình 5 lạng thôi. Những cái lá này là gì? Lá này. Lá này là làm thuốc ngâm rượu á. Nhưng gọi là gì? Gọi gì không biết nói. Không biết nói. Chà lại bớt tỏ nó chà lại bớt tỏ vừa được chà màu à. Tiếng Tây nó gọi là gì? Tiếng Tây gọi là bát tống, là tiếng kia không phải gọi gì à? Lấy về ngâm rượu không uống á? Lấy cái này đấy. Không lấy đâu, chưa biết, không biết loại, không lấy đâu. Muốn chụp được à, rượu rượu. Ngá chạm khá như là giấm bè. Bật chạm nữa à? Sai ha. Thì chạm kia, chạm kia. Như bè ở cái tôm á. Cái này lên một lạng, 5 lạng này à. Một người thì ăn 5 lạng thôi. Không khéo còn ăn được 2 bữa đấy, 5 lạng à. Một sáng thì lấy được bao nhiêu măng như thế này à? Một sáng thì lấy được bao nhiêu măng? Ôi, một sáng lấy được một bao á. Một bao này bóc ra được khoảng bao nhiêu cân? 32 cân, mỗi cân 20.000. Mỗi cân 20.000. 5 cân 100. Thu nhập cũng khá đấy nhỉ. 5 cân 100.000 rồi. 10 cân thì 200. 30 cân thì 300. Một bao này được 300. Nhà Hòa An mà. Cái này á? Có thấy có đâu, ngoài kia không có đâu. Ở đây thì phải lên đỉnh Phía Bắc thì mới có. Phía Bắc được lên rồi nhưng mà sáng đi được 30 cân. Một thím ơi. Ở đây không à? Nó nói cho cheo. Đây 5 lạng cũng được nhiều rồi. Nó đủ hơn đấy. Không thôi lấy 5 lạng thôi. 5 lạng này thoải mái ăn rồi. Ôi.
Dân họ đi chơi đấy, đi phượt đấy.